Nào, phát âm sờ s, nói cho cô có mấy cách phát âm sờ s. Phát âm sờ s, phát âm sờ s 3 cách nhá. 3 cách, 3 cách. Thứ nhất con sẽ phát âm là s với trường hợp phải phòng khi tối. Phải phòng khi tối. Trường hợp thứ hai con phát âm là ịt với trường hợp xe SH của chị Sương. Trường hợp còn lại con phát âm là giờ cho cô. Vậy trong bài này con làm sao? Làm sao đây? Này, chen dịt nè. Rồi gì nữa? Kho gì? Chữ sờ là kho gì? Kho xịt. Tiếp theo nói gì? Nói xịt. Article giờ. Chọn câu D cho cô. Rồi trường hợp thứ hai là phát âm ed. Nào ghi, cô dạy chưa? Phát âm ed, dạy chưa? Nào chú ý này, tờ đờ này. Khi nào con gặp tờ đờ, con phát âm là it cho cô. It này nè, ed chứ không phải là iz như trên. Trường hợp thứ hai, con trường hợp gì nhỉ? Chó sủa. Chó sủa xôn xao khắp phố phường, cô dạy rồi còn gì nữa. Con sẽ phát âm là tờ cho cô, còn lại con phát âm là đờ. Cô ví dụ con coi này. Sật nick gì? Nick mà thêm ed vào là nick địt này. Rồi quan gì? Quan tịt này. Á, ok. Quan tịt, nick địt, quan tịt visit gì? Tại sao đọc là it? Bởi vì có chữ tờ với chữ đờ đằng sau, hiểu chưa? Trường hợp thứ hai, con cho con một vài ví dụ về phát âm là chữ tờ coi, phải pha gì chó sủa xôn xao khắp phố phường coi. Stop này, thêm ed vào là stop tờ này. Lúc mà thêm ed vào lúc tờ này. Xem TV là water này. Sửa chữa này là fixer này. Ok, understand, hiểu chưa? Còn lại con sẽ phát âm là the. Đối với những ví dụ như thế này này, play nó là chữ y dài, nó không thuộc hai trường hợp trên. Vậy khi con thêm ed vào, con đọc là player cho cô. Player, ok chưa? Player. Rồi, liver the. Liver the, còn có từ gì nữa? Còn từ gì nữa không? Còn từ nữa. Turn này, turn the. Turn the, ok. Rồi. Rồi bây giờ vậy mình áp dụng vô cái câu số 2 cho cô. Travel gì? Thuộc trường hợp 3, travel gì? Travel the. Produce gì? Chữ c e là chữ sờ đó con, nó thuộc trường hợp chó sủa xôn xao á là producer. Play gì? Play the, trường hợp 3, liver gì? Liver the. Cho nên đây, khoanh vào câu B nghe chưa? Nhớ đấy. Khoanh câu B. Rồi tương tự câu số 3 vẫn là phát âm ed cho cô này. Rồi quan gì? Quan gì? Quan tịt. Rồi fit gì? Fit tịt. Fit tịt. Khúc gì? Khúc kịt. Cô tắt cho dơ mỏ ra bây giờ. Khúc kịt. Khúc gì? Khúc gì? Không có kịt kịt gì đấy. Con nhìn trường hợp 2 cho cô. Khúc gì? Khúc tờ. Câu B, câu D. Mới nói xong mà lại đọc sai. Visited, chọn câu nào? Rồi ok, hãy nhớ chứ. Nhầm trong miệng mà đưa ra. Rồi mà đưa ra nguyên tắc mà đọc thôi. Rồi phát âm sờ s mà đọc sai quấn trong trận nè. Nhìn bên trên công thức kìa kìa. Nguyên tắc kìa. Ren gì? Ren là chữ tờ, phải phòng khi tối. Vậy phát âm là gì? Cô B, chọn cô B cô. Cô cho con một gậy luôn. Rồi cô A đọc là Renser. Cô B đọc là gì? Render, hander, buy gì? Buy the, turn the. Vậy con chọn câu A nhớ chưa? Rồi con câu tiếp theo này. Đừng ăn quá nhiều muối. Salt là muối, nó không tốt cho bạn. Con nghĩ là chọn câu nào? Đừng ăn quá nhiều muối đâu. Đừng ăn là đồ. Đúng á? Đồn mới làm để lại có nhá. Câu thứ hai. Bây giờ câu số 2 á. Không biết cái thì này, ủa sách này mình chưa học phóng ta? Thì hiện tại hoàn thành học chưa? Cô mới nói xong thì hiện tại hoàn thành. Thì hiện tại hoàn thành mình chưa học, nhưng mà cô sẽ nói chủ ngữ này. Cộng với have hoặc là has cộng với động từ cột 3 cho cô. Đây là cái thì hiện tại hoàn thành mà mình sẽ học, sắp học rồi. Chủ ngữ cộng have, has cộng động từ cột 3 đó là cái câu. Câu gì biết không? Câu A hoặc câu B nè. Mà đi go thì phải có chu, mà đây không có chu con chọn cho cô visited đi thăm, đó là câu B đó. Have visited đấy con nào. Rồi câu 4 thì học rồi.
Thành phố nào là thành phố đắt đỏ nhất thế giới? Tôi nghĩ là Tokyo. Thành phố nào có sự chọn lựa, con sẽ chọn cái từ gì để hỏi đây? Không phải, con chọn từ để hỏi đi. What hay là where hay là which hay là how? Which, đúng rồi, có sự chọn lựa nha. Nó có city đằng sau, con bắt buộc phải chọn which cho rồi. Câu số 5 này. Câu số 5 là gì? Họ không đi picnic. They didn't go on their picnic. Bây giờ mình có 4 liên từ. Because, when, but, or. Chọn cái nào? Thời tiết rất xấu. Họ không có đi picnic bởi vì thời tiết xấu. Con chọn câu nào? Câu nào? Because. Câu số 6. Lần đầu tiên tôi đến New York là vào năm 2005. Thì quá khứ đơn cho cô. When, đúng rồi. When phải có chu chứ sao mà when được. When. Nó không có chu mình không thể chặn cô B được. Vứt. Vứt cô B đi. When nó phải đi với chu. Nếu có chu thì mình còn xài when được. Ở đây có chu đâu, mình đi thăm được không? Mình đi thăm New York được không? Đi thăm là từ nào? Visited. Ok, quá khứ đơn đấy. Câu tiếp theo đi. Anh ta là người thông minh nhất trong lớp của tôi. Đây là so sánh gì? So sánh nhất, đọc công thức so sánh nhất cho cô. Chủ ngữ cộng với be cộng với the cộng tính từ ngắn thêm gì? Nếu mà ngắn thì phải thêm es tờ đằng sau. Đằng sau sẽ là in hoặc là up, nhớ chưa? Đó là công thức của tính từ ngắn, tính từ dài. Chủ ngữ cộng be cộng với the most cộng với tính từ dài. Tính từ dài cộng với in hoặc up phía sau. Còn khi con gặp good thì con chuyển thành gì nhỉ? The bad. Con gặp tệ hại thì con chuyển thành gì? Bad chuyển thành gì? The gì? The worst. Nha, the worst. Từ xa thì con chuyển thành gì? The fatted hoặc là the furtive. The fatted hoặc the furtive. Rồi, vậy trong trường hợp câu số 7 này con khoanh vào câu nào? Khoanh câu nào? Khoanh câu nào? Khoanh câu nào? Tính từ dài. Intelligent. The most intelligent. Ok. The most intelligent. Rồi sang câu tiếp theo. Cô ấy là cô gái giỏi nhất. Con thấy cái chữ đờ đây không? So sánh gì đó? Con thấy đờ đây là so sánh gì? So sánh gì? So sánh nhất. So sánh nhất. The best. Không có tờ gì hết. So sánh nhất nè. The best girl. Rồi xuống bài dưới con. Liên quan thì đấy. Anh ta thì cao và gầy. Người ta khoan y rồi này. Đây là ví dụ example. Sang câu 1. Mai chấm chấm đồng phục của cô ấy vào ngày thứ 2 và ngày thứ 7. Thì gì đấy? Mai mặc đồng phục vào ngày thứ 2 và ngày thứ 7. Thì hiện tại đơn. Thì hiện tại ơi đơn. Hả? Chống gì vậy? Chiếm rồi à. Thôi vào đi, virus nó vào đó. Kệ, đâu Shopee mà. Con biết không? Con không có chơi cái Shopee đó, không biết. Thì hiện tại đơn. Chủ nào? Chủ ngữ số ít thì cộng động từ gì? Thêm gì? S hoặc ES. Chủ ngữ số nhiều thì sao? Cộng động từ giữ nguyên. Rồi con chọn đi. Bởi vì ngày thứ 2 và ngày chủ nhật đây là một sự thật hiển nhiên. Nha, sự thật hiển nhiên. Cho nên con chia thì hiện tại đơn không, không biết. Tập trung vào. Vậy là mai. Where nào cho đúng. Ủa các bạn này có nghe không nhỉ? Có nghe giảng không nhỉ? Hiện tại đơn đấy. Chủ ngữ số ít thì cộng động từ thêm S hoặc S vào. Chủ ngữ số nhiều động từ giữ nguyên. Đó là hiện tại đơn. Chọn câu nào? Trời. Nên mình chọn có dễ mà. Dễ ẹt của cái mùi ngơ ngơ ngáo như cháu. Hả? Câu 1 kìa nhìn đi. Bây giờ que hay là que sờ hay là y que ring mà không biết à? Mà không nói được, bực mình. Rồi, được tiếp theo. Cô cho cô đó. Câu 2. Cứ cái điện thoại kè kè. Tôi phải đưa cái video này cho mẹ mới được. Ơi, đừng cô. Rồi, tôi sẽ gửi link. Câu 2. Nhìn kìa, cô gái đang nhảy dây trong sân trường. Con nghĩ đây là thì gì cho cô? Còn nói cho cô dấu hiệu thì gì đây? Lúc mà chấm than như này là thì gì? Lúc chấm than là thì gì? Đúng rồi, công thức. Amia động từ thân minh, đúng rồi, chọn câu nào đây? Amia, đúng rồi, ok.
Rồi, câu số 3 con. Liên quan đến giới từ. Con chó thì như thế nào với pillow là cái gối? Pillow là cái gối. Vậy con chó như thế nào với cái gối? Có 2 từ, 3 từ đó con chọn cái nào? Front up, neck, behind. Con chọn đi, chọn cái nào nói tôi. Tại sao chọn behind? Tại sao? Tại sao con không xài hai cái kia? Không phải không thích mà nó có đủ không? Front thì phải có chữ gì? Nó có in chưa? Nó phải dính liền với nhau ba từ này mới xài được. Nó đâu có in đâu mà xài được. Còn neck nó có chu chưa? Nó có chu đâu mà xài neck được. Nên con chỉ có thể chọn một đáp án này duy nhất thôi. Đó, nó đúng rồi mà. Đúng cái đầu con thích. Học là phải phân tích chứ. Rồi, câu số 5, không muốn chửi con ghê. Đe gì? Có một cái bàn và bốn cái ghế ở giữa căn phòng mịt rồi là ở giữa. Giờ đe Y hay đe A thôi, nói cho tôi coi. Chỉ có một là đe Y hoặc là hai đe A hết. Tại sao đe Y nói? Bởi vì có một cái bàn là số ít chứ phải xài đi. Ok. Để thích sẽ ổn. Rồi tiếp theo. Con đường rất là chấm 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 với rất nhiều traffic. Vì thế chúng ta không thể đi nhanh được. Fast là nhanh, không thể di chuyển nhanh được. Con chọn cái nào? Chọn nào thì nói. Mũi chữ kiệt. Con đường như thế nào? Boring là gì? Boring là gì? Boring nghĩa là gì? Không dịch được nghĩa à? Convenient là gì? Narrow là gì? Rồi, vậy chọn cái nào? Rồi, nhớ nhá. Không có từ mới thì khỏi làm. Câu số 6. Những cái thứ trong cái shop này rất là chấm 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 hơn những cái thứ ở shop kia. Phải so sánh gì? Con gạch chân các từ đan cho cô và con xác định đây là so sánh gì? Nhất cái đầu con. So sánh hơn. Công thức, đọc lại, ôn lại một chút xíu và so sánh hơn cho tôi. Chủ ngữ cộng bi cộng tính từ ngắn thêm gì? Tính từ ngắn thì thêm gì đằng sau? Thêm er cộng đan. Hiểu chưa? Chả nhớ cái gì hết. Rồi tính từ dài thì sao? Lâu lắm rồi, cái đó tôi bị một rồi. Con phải đi theo cả cuộc đời đến lúc con chôn vào hố ấy chứ. Sao mà giờ mà mới học có kỳ 1 rồi quên. Ủa? Chủ ngữ cộng bi cộng gì nữa? Cô để cô nhớ tên của mẹ. Rồi. Chủ ngữ cộng bi cộng gì? Chủ ngữ cộng bi. Sao tính từ dài là cộng gì? Cộng gì đằng trước nữa chứ? Mo. Mo cộng tính từ dài. Con cứ kè kè cái điện thoại đi. Cộng đan. Em tắt rồi. Rồi, good thì chuyển thành gì? Yeah. Good thì chuyển thành gì? Bad tệ hại chuyển thành gì? Worse than. Worse than. Xa thì thành gì? Xa gì? Farther than hoặc là further than. Ok chưa? Vậy ở đây con chọn cho cô đi. Cái nào? Expensive chắc chắn là dài rồi. Đọc ba âm như thế là dài ngoằng rồi. Chọn cái nào? Dạ, thì cô mình chọn con không làm vậy à? Đang làm, đang làm, đang làm cô. Cứ kẹt kẹt với điện thoại. Cứ kẹt kẹt nha. Thank you.
chưa? Em chọn màu C. More expensive. More expensive, okay? More expensive. Sang câu tiếp theo. Bài này là bài mà viết lại câu dựa vào người từ người ta cho đấy con. Con dịch câu cho cô đi. I don't like watching news. It's boring. Tôi không thích xem thời sự. News là thời sự con nhá. It's boring, nó rất nhàm chán. Và con sẽ viết thành gì? Nối hai câu sử dụng because. Con nối hai câu sử dụng because đi. Tôi không thích. Con dịch tiếng Việt, nói tiếng Việt trước nào. Tôi không thích xem thời sự. Bởi vì nó nhàm chán. À, vậy con đưa because vào giữa thôi. Viết vào. I don't like watching. I don't like watching news because it's boring. Because it's boring. Okay. Viết vào. Câu dưới con. Dùng on đâu? On đâu nghĩa là gì? Nói cô nghe. On đâu? Học rồi sao chưa? On đâu là mặc dù. Chứ mặc mẹ. Rồi rồi, mặc dù, viết mà. Ghi nghĩa mà. On đâu mặc dù nào? Nói cho cô. Con dịch đây. I was tired last night. Ngày hôm qua, tối hôm qua tôi rất là mệt. I stay up late. Tôi thức khuya để xem một game show. Mặc dù. Mặc dù rất mệt nhưng tôi vẫn thức khuya để xem game show nào. Đọc. Bỏ on đâu ở trước thôi xong. Nhưng mà con phải bỏ dấu chấm đi nhá. Hiểu chưa? On đâu I was tired last night. Phẩy này, con phải thêm phẩy vào cho cô. I stay up late. I stay up late to watch a game show. Okay? Very easy, that's right? Yes. Very easy. Con phải bỏ dấu chấm vào thêm dấu phẩy. Ok, à. Tiếp theo. Hồ Chí Minh City thì rộng hơn Hà Nội nào? Đi đương nhiên. Thì bây giờ chuyển thành nhỏ hơn đi. Hà Nội nhỏ hơn thành phố Hồ Chí Minh City nào? Nói. Hà Nội y? Hà Nội smaller. Smaller than Hồ Chí Minh City. Letter sao nha? À rồi, ok, viết nào. Lack a smaller than Ho Chi Minh City. Hà Nội is smaller than Ho Chi Minh City. Hà Nội is smaller than Ho Chi Minh City. Ok. Ok chưa? Nào, ok rồi thì qua câu số 4. Rồi. À, câu số 4 nó bắt con viết bằng cái từ sâu đấy. Sâu con nghĩa là gì? Con nhớ lại cho cô nó nặn óc ra. Nặn não ra, nặn cái nếp nhà làm cho cái não nó có nhăn nhăn nheo nheo để mà nghĩ ơi. Sâu là gì? Vì thế. Ủa, vì vậy. Không được. Không thể vì được, vì là because. Con dịch như vậy con sẽ bị ghi nhầm đấy. Nó khác con ạ. Sâu là vì thế, vì vậy. Con có thể ghi luôn mấy cái từ này. Bớt là nhưng. Mấy cái liên từ học thuộc cho cô. And thì dễ rồi, and là và. Because là bởi vì. Con ghi vào đi. Lát cô gửi cho mẹ hết nha. Để về mà coi lại, gửi về Zalo á. Because là bởi vì. On đâu là mặc dù. On đâu là mặc dù. On đâu là mặc dù. À, as là vì luôn. Nó bằng because. Nó bằng với since. Vì luôn. Ok chưa? Cải thuộc nhá, để nối hai câu á. Dịch đúng thì nó mới nối đúng được. Trời rất là it was a sunny day. We decided to go sightseeing. Bây giờ sunny day, nó là một ngày đẹp trời, ngày nắng. Decided là quyết định, chúng tôi đã quyết định đi ngắm cảnh. Go sightseeing là đi ngắm cảnh. Vậy cái này sâu ở đâu? Nó. Để sâu ở trước hay sau? Trước hay giữa? Ở trước hay ở giữa? Dịch tiếng Việt nó là biết chứ gì đâu. Nó là một ngày đẹp trời, vì thế chúng tôi quyết định đi ngắm cảnh, đúng không? Sâu. Nếu mà con dịch là gì, thì con sẽ để phía trước là con sai bếp. Cũng để giữa. Phải để giữa. Nếu mà con chưa nghĩ ra cái chữ là vì thế vì vậy. Nếu mà con chỉ dịch là vì thôi thì con sẽ để đầu câu đó. Nếu mà con dịch như vậy con sẽ để đầu câu nó sai. Thế nên con phải dịch đúng. Rồi nào viết. It
What a sunny day. Phẩy. Không có phẩy, sâu luôn. So we decided to go sightseeing. Ok chưa? It was a sunny day, so we decided to go sightseeing. Ok? It was a sunny day, so we decided to go sightseeing. Ok? It was a sunny day, so we decided to go sightseeing. Rồi, xuống mày dưới nhá. Hôm nay badminton, ngày nay badminton lại là cầu lông rồi con. Mình có phải dịch lại không? Mình làm luôn này. Ngày nay badminton đã trở thành một môn, một hoạt động thể thao phổ biến. Nó lan rộng nhanh chóng từ thành phố cho tới nông thôn. Mọi người cần cái vợt, một đôi vợt, một cái cầu và một mảnh đất nhỏ để chơi trò chơi này. Hai hoặc là bốn người chơi đánh vào quả cầu băng qua cái lưới bằng cái vợt của họ. Mọi người có thể chơi cầu lông trong thời gian rảnh hoặc một cuộc thi. Ngày nay có rất nhiều cuộc thi cầu lông, thậm chí cả ở một World Cup nữa. Và những cái đất nước mạnh nhất đó là Indonesia, Trung Quốc và Hàn Quốc. Rồi, number one, bây giờ là trả lời câu hỏi chứ không phải chu phôn. Mọi người thích chơi cầu lông, ngày nay mọi người thích chơi cầu lông đúng không nào? Đúng rồi, bởi vì nó đã trở thành một môn thể thao phổ biến. Vậy con sẽ trả lời là Z gì? Z gì nói cho con nghe. Z gì? Z gì? Đây là số nhiều, say à, people là số nhiều, say đây. Z đầy đủ nhớ chưa? Z đầy đủ. Rồi, mọi người cần cái gì để mà chơi cầu lông? Con nhớ dịch này, what là cái gì này, people là người, nick là cần. Và con sẽ dịch được là mọi người cần cái gì để chơi cầu lông. Nó nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Có phải từ chỗ này không? Nhìn lên tivi. Đúng chưa? Rồi, con chép vô thôi. À, people need a pair of rackets. Rồi phẩy này, a shuttlecock. Rồi a net and a small piece of land to play the game. Chắc chưa? Rồi, câu tiếp theo. Ừ, câu số 3 đây con. When là gì? Khi nào? People nhá. Play là chơi cầu lông nhá. Mọi người có thể chơi cầu lông khi nào nào? Khi nào? Nào, người có thể chơi cầu lông khi nào? Con sẽ chép cái khúc này cho cô này. Ok chưa? Copy đi, copy paste đi. Copy paste xuống. Yeah, people can play badminton in their free time and in a competition. Mọi người có thể chơi cầu lông trong thời gian rảnh hoặc trong một cuộc thi. Number 4, what country are the strongest in badminton? Now tell me your answer. Tell me your answer, okay? What countries are the strongest in badminton? Do you know strongest? It mean? What does it mean? Strongest, mạnh nhất. Okay, what country? Now con sẽ chép từ đây tới đây. The strongest countries in badminton are Indonesia, China, and South Korea. Okay? Very easy, that's right. Bài này quá easy luôn. Không hề easy. Sao mà con? Rồi, con đề tiếp theo nhé.